Xin chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại với chương trình Nhật ký Ban Công Ngoại Truyện. Chúng tôi chọn quay cái tập ngoại truyện này một cách rất là đường đột, chứ không có chuẩn bị gì hết. Vui vẻ là chính. Vui vẻ là chính. Cái gì là mùi? Lộn xộn mùi. Không biết phải còn tôi không? Chứ còn ai? Còn tôi nó hiền quá, còn tôi dữ quá. Ở đây không có ai hiền hết á. Chỉ là cái độ hiền nó khác nhau thôi. Đúng rồi. Nói chứ đừng buồn nha. Hồi xưa giờ con nói đằng sau lưng mẹ, bây giờ hai mẹ con ngồi đây face to face nói thiệt. Mẹ biết luôn. Mẹ nói đi. Mẹ nấu ăn không ngon. Đúng rồi, cái này nói thiệt. Nên là cũng không có ấn tượng gì lắm. Từ nhỏ cho tới lớn, lúc mà còn bà ngoại mẹ đâu có học nấu ăn đâu. Không phải, vì anh qua đi làm không à, vì anh qua kiếm tiền rất là giỏi. Nên là thường là ăn cơm nhà ngoại nhiều, bà nội nấu cho ăn nhiều, vì anh qua rất là ít nấu. Đúng. Vì anh qua có một cái món rất là đặc trưng mà nếu mà hỏi chồng vì anh qua, con vì anh qua đều biết, đó là tả bính lù. Có nghĩa là tất cả những món ăn trong tủ lạnh vài ngày không ăn thì anh qua mà kêu vì anh qua nấu là vừa anh bỏ vô hết kho là một cái nồi rồi cho mọi người ăn. Tàu hoàng hôn hả? Cô qua có muốn Minh Tú dẫn cô qua đi coi cái nhà không? Thích chỉ coi. Đương nhiên là thích rồi, trời ơi, gái mà nó kêu gái mừng muốn chết luôn. Nhưng mà lạnh, cô nói ăn mới chịu được mới lạnh. Trang bị. Trang bị hả? Máu lạnh. Từ nhỏ mà tới lớn á là nó cũng thay đổi cả chục cái ước mơ của nó rồi. Nó có ước mơ đúng không cô? Ước mơ lúc nhỏ thì nó đòi làm cô giáo. Nó làm cô giáo được á, mẹ thích làm cô giáo. Mẫu giáo cái lên cấp 1, đòi thay đổi tư duy, đòi làm công an. Ủa sao lại thay đổi lẹ vậy? Làm công an mới bắt được mấy trộm cướp, mấy đồ kia. Đua xe đồ nói cũng được đi. Rồi cái lên tới cấp 3 là không có chịu làm công an nữa. Đổi rồi, hỏi làm gì? Con muốn đi khắp đất nước. Cái nói vậy thì ráng học giỏi đi, con có chiều cao rồi, con giỏi trao dồi ngoại ngữ lên, con đi vô tiếp viên hàng không là con đi các nước luôn. Nhưng mà cái môn ngành văn là con ghét nhất đó mẹ. Nói vậy hả? Thì ráng lên, mình dễ ước mơ. Hết cái thời cấp 3 đó là đến thời sinh viên. Mẹ giờ cũng thay đổi rồi nha, hỏi con thay đổi gì? Đi học con lo mô đồ, tao đánh mà chết. Nó nói mô đồ là làm người mẫu á, bây giờ cả một cái trường đó là giờ là ai cũng kêu con đi làm mô đồ. Mô đồ là gì mẹ không biết. Mẹ chỉ biết là giờ là con sống cho ước mơ của con, muốn làm gì con làm. Nhưng mà mẹ theo dõi con từng ly từ tí nha, hiểu không con đó. Cũng canh me mấy lần rồi nhưng mà không có bắt gặp được. Mà mình canh cái gì vậy? Từng muốn bắt thì cái cũng gì tối à? Cũng mẹ cho con đi ra đây chút mấy giờ con về. Lúc đó là chắc con của cô nó cũng đi thực hiện ước mơ mà cô chưa biết. Cái mình canh cửa hoài, ủa sao giờ này con mình chưa ra mà thấy nó xẹt ra một cái là cô đi ra đằng trước. Rồi đó đâu có công nghệ giờ đâu. Rồi lấy tờ giấy ghi cái soạn cái xe. Rồi cũng hên là nó về đúng giờ, nó trời hên rồi nha. Mày cũng về đúng giờ là tao đem cái bản số xe này đó, tao đem ra công an tao thưa. Nói gì mẹ thưa người ta. Thì quá 12 giờ là tao đi thưa. Chở con gái tôi đi, giờ không biết con gái tôi nằm ở đâu. Tôi phải đi thưa. Hồi nhỏ thì mẹ buồn mẹ khóc hoài gì. Học dở cũng khóc. Cô mà máng vốn lên cũng khóc. Cái giai đoạn mà chuyển hóa từ không đánh con nữa là bắt đầu cấp 3 là cái biện pháp là đánh nó không còn tác động vật lý, nó không còn hiệu quả nữa, thì cô ấy sẽ qua sử dụng vũ khí nước mắt. Tại vì cô ấy biết mỗi lần nước mắt cô ấy rơi thì những đứa con của cô ấy sẽ cảm thấy tội lỗi, cho nên cứ như thế những giọt nước mắt nó cứ rơi lã chả, như là phụ huynh bên khác qua mắng vốn cô ấy cũng sẽ khóc. Nói chứ mỗi lần như vậy là cảm thấy rất là có lỗi. Quậy thì quậy thiệt, nhưng mà mỗi lần mà làm cho mẹ mình khóc á, mà một lúc đó mẹ mình có một mình là mà phải lo tới ba người con lận, mà mình còn quậy nữa, không phải học dở mà quậy lắm, quậy xám hồn luôn. Học thì rất là giỏi lắm, tại vì những cái giáo viên chủ nhiệm mắng vốn mẹ mày nói thôi giờ
bó tay rồi, để ngày mai cho cháu nó nghỉ học với cái mấy phụ mấy giáo viên nó sao. Đừng chị, chỗ cháu nó học giỏi lắm, nhất gì ở trong lớp ấy, mà có một cái nó rủ bạn bè nó quậy giáo viên nhiều quá, nhờ chị chăm sóc phụ. Mà cô đi làm từ sáng đến tối mà cũng có biết gì đâu. Chị có khóc đó, con ơi mày cực lắm, gắng học con đừng có quậy mấy phụ mấy gì. Cô nhớ cái năm mà cấp 2 cuối cấp á, là cái ngày đó là sẽ ngày từ giã, thì cô đi làm về là Tú mới đưa cho cô coi một cái áo thun đầy hết chữ ký. Áo thun của nó đầy hết chữ ký, nó mẹ năm nay con vui nhất trong thời kỳ cấp 2 nè mẹ. Hỏi sao vậy, con ngủ được 5-6 người bạn quậy mấy cô mấy thầy rồi con vui nhất đó. Thì cô chỉ nhớ cái rồi. Thì người ta đó nhất quỷ gì ma thứ ba học trò, đúng rồi, ai mà không quậy tôi đó nói tôi không phải là good girl, tôi là bad girl trong bộ dáng nhau. Mẹ trong Minh Tú đẹp, rất là nhân ái, là người hay giúp người, nên là trước Tết thì giật 50 triệu. Và cái thứ ba không thể thiếu đó là sồn. Sồn everywhere, every time. Sồn từ con tới chồng, tới cháu luôn. Không có chửi chồng, gầy la một chút xíu. Tại vì ba Minh Tú cũng hay ăn ngọt. Mà ba Minh, mày công nhận cái khúc này nha, anh hai Minh Tú nói đúng một câu. Con thấy anh hai nói cái câu này nó quá hay, mà đi lào lòng đất và mỗi lần mà mẹ la ba là hồi xưa con rất là bực, giờ con bỏ qua luôn. Anh hai nói nè, công nhận á, ông trời á, ổng hay, ổng sinh đôi có cặp, bả thì hay la, ổng thì bị lãng tai. Cứ như là ba của chị á, một bên là cái tai không nghe, còn bên còn lại là nó chỉ được khoảng 4/10 thôi mà. Là phải mang cái máy trợ thính vô mới nghe được. Mà cái máy trợ thính á, là nó sẽ thu hết tất cả các tạp âm luôn. Mà ở cái xóm lao động nó rất là ồn, cho nên thường thường ba chị xấu mới mà. Còn diễn qua là tôi nói ông hoài à, ông ăn đường hoài đi, ông ăn hoài đi rồi hả, có ngại nha. Tôi lên tăng xong nè. Chừng nào á nói hoài nó không nghe, chừng nào mà tới thấy quan tài mới đổ lệ là muộn rồi. Thôi thôi, em tối ngày đi bệnh viện hoài à, mà em bệnh hoài còn anh nè, anh cơ thể anh biết. Anh muốn ăn cái gì anh ăn, em đi lên em ngủ với mình đi. Bây giờ mẹ nhắm mắt lại, hình dung về con gái của mẹ với ba từ. Gái mày là số 1. Từ số 1 là số 1 rồi đó. Cũng vì con gái mà mẹ phải hy sinh. Hy sinh gì? Hy sinh để sanh, tại vì mẹ thích ao ước con gái á. À, ao ước con gái nên lên chùa bà đen. Dạ, đúng rồi. Sanh sao cho được một cô công chúa rồi thôi. Mẹ đi làm cái Tú về Tú nói con buồn quá, Tú buồn quá thôi, sao con buồn vậy? Không có ai chơi với con, mấy anh không có chơi với con. Con có mình con lủi thủi con chơi mình hoài. Nói vậy thôi mẹ sanh cho Tú đứa em gái nữa nha. Tú nói thôi mẹ ơi, đừng sanh nữa, khổ quá, ăn cũng có ăn mà sanh chi nữa, thôi khỏi đi. Nói vậy thôi mẹ làm chị của Tú nha. Rồi Tú nói dạ. Rồi á, có gì Tú cũng về tâm sự, nói cho mẹ nghe. Rồi mẹ ơi, làm chị của Tú mà. Mà Tú có một cái tánh là về hay không có chịu làm em, làm cô giáo không à, mẹ làm học trò đi, con làm cô giáo. Rồi từ thứ ba đi, rồi từ thứ ba diễn tả gì? Tại vì á, Tú hay cãi hay ngổ nghịch, nhưng mà cái đó là của cái tuổi mới lớn. Mẹ đã đi qua cái thời đó rồi, mẹ sợ thì mẹ dạy dỗ thôi, chứ mẹ rất là yêu con gái của mẹ. Mẹ thấy tao giống chị chưa? Càng ngày thấy không? Hỏi một câu nhưng mà không. Tôi có tự kịch bản riêng, không theo kịch bản đáng kiệm. Cho cái chương trình đó, rồi mẹ đứng từ xa, mẹ coi thôi. Nhưng mà Tú cho người mời mẹ vô ngồi mà ngồi ngang hàng với là giám đốc của con với mấy người nổi tiếng đúng không à. Rồi lúc mà chưa có xong cái mẹ lo mẹ đi về, Tú mới cho người kêu mẹ lại, rồi lên chụp hình với Tú á. Sô Anh Phong năm 2015, 14, 15 gì á. Anh Phong mới nói trời, cô phải ở lại, cô coi cái sự thành đạt của con cô chứ sao cô lại bỏ về. Rồi nói rồi Tú hỏi sao mà mẹ phải về sớm vậy đấy. Mẹ sợ Tú phát hiện ra mẹ như vậy. Còn Tú
nổi tiếng rồi mà mẹ còn được sụp sình vậy nè. Tôi nói giờ mẹ có dù cho mẹ có đi bán dây chai mày lụm rác, mẹ vẫn là mẹ của con. Con gặp là con phải lại con chào, con hỏi, con thương mẹ lắm. Rồi đó, cái là mẹ chụp với con vài tấm hình rồi mẹ đi về. Mẹ về mẹ cũng không ngủ được, tại vì mẹ không ngờ một đứa con gái vậy mà sao nó giỏi dữ vậy, nó có nghị lực dữ vậy. Đó là nó có một bí quyết, biết bí quyết không? Tất cả mọi người luôn luôn có một cái bí quyết cho bản thân mình. Và cái bí quyết của con nó dựa vào DNA của bố và mẹ con. Sinh mẹ ra ở riêng, nhưng mà mẹ nghĩ thân gái một mình mẹ không có cho. Rồi cái Tuấn nói mẹ phải cho con đi đi, cái nhà con đi con mới phát triển được sự nghiệp. Nhà này mà con ở là con sẽ không bao giờ ngóc đầu lên. Mẹ biết tại sao con nói câu đó không? Biết. Tại sao? Tại vì con mặn thổ, mà ba thì mặn kim, cái ba thì mặn thủy. Gặp anh hai cũng mặn thủy. Một cái dòng sông lớn và một cái nước biển lớn thì con sẽ bị thua thiệt. Mẹ cho con đi đi. Mọi người thấy không, cái sự mà tâm linh của tôi là từ đó hết rồi đó. Là biết ai nói không? Là coi bói ba nói. Ba nói là cái số là không có ở gần gia đình được, mà ở càng xa. Cái xong rồi con cũng hỏi bà sao sao, cái bà phân tích ra gì đó. Và trong cái lá số tư duy của con còn nói là con phải lấy chồng trễ. Con mà lấy chồng sớm là con tới 2-3 đời chồng lận. Đó lý do tại giờ chưa lấy chồng là tại vì tin vào cái lá tư duy. Có chứ, cái tuổi mà lúc mà mất kết nối với mẹ nhất á là lúc mà bắt đầu từ 15, 14, từ lớp 8 á. Cấp 2 qua cấp 3 đó. Là cái giai đoạn đó, tại vì cái lúc đó con gái tới cái tuổi thiếu niên nó bắt đầu dậy thì. Là mẹ của con nhỏ nó dữ lắm, sợ nó đi theo bạn bè hư hỏng, nên có những cái lời á. Tại ngày xưa á, là cái giai đoạn đó là thứ nhất là con chuẩn bị lớn lên, nó đang trong giai đoạn gọi là chưa trưởng thành vậy thì đó. Mà ngày xưa dì Ánh Hoa là bị, có nghĩa bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục của thế hệ cũ, là hay đánh lắm, đánh là tán chung trong mặt, đang ngồi chưa kịp nói chứ là tán tạp chứ trong mặt nè, còn không là lấy móc nè, đánh bằng móc nè, bằng dây nịt nè. Đúng. Rồi nhưng mà hồi nhỏ thì ok, nhưng bắt đầu mình lớn rồi mình sẽ bắt đầu bị mắc cỡ, rồi bị quê, thế xong rồi là không có thích. Cũng nhiều lần bởi vì mình tức giận, mình bị quê, mình hay nói là những cái lời nó không hay ho. Rồi sau này á, nói chuyện với mẹ nhiều hơn, anh hai là người giải thích cho mẹ hiểu là mình Tú nó lớn rồi nên có một cái cách giáo dục khác, nên là lúc đó sẽ chuyển qua hai cách, một là tâm sự, hai là nước mắt, cứ khóc. Là thì mình mỗi lần mà mẹ hình khóc như là con lên cấp 3 là mẹ hết rồi. Ta đánh, mẹ chuyện có khóc á. Con không có nói là giải thích thôi. Giải thích. Chứ rồi cấp 2 là con nhớ không? Đi làm về tối thấy con mình ngồi học, nhưng mà thật sự không có học con ơi, nó viết phạt không rồi con ơi. Coi tới coi lui cũng nát cái điện thoại luôn rồi. Mỗi lần coi là mỗi lần khóc, rất là xúc động. Thấy cái tuổi thơ của con mình tạo nó ra mà mình không cho nó được một cái sự trọn vẹn, không được hiểu em gái của mình. Đó. Đó, em gái mình muốn sống theo cái tuổi thác loạn mà mình lên bắt em mình sống theo cái gò bó, theo cái thế hệ cũ. Tại vì cô vô cái nhà đó là gia giáo á, thành ra cô bị đàn áp. Nhưng mà nhờ cái sự gò bó thế hệ cũ nó mới rèn giũa được một số những phẩm chất để trở thành một người tốt cho xã hội ngày hôm nay. Đúng. Chứ không là cù bơ cù bất, là thác loạn, là lên cây chuối ngồi luôn chứ không có được đi ở dưới. Cho nên mọi thứ ở trong cuộc đời mình đón nhận nó, xong rồi mình được trải nghiệm, rồi mình mạnh mẽ vượt qua, thì nó sẽ tạo cho mình một cái sự mạnh mẽ để mà mình có thể vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Nó ví dụ như nếu như hồi xưa mình được sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà nó tốt đẹp quá, thì lúc đó con sẽ không có biết là té thì sẽ phải đứng lên như thế nào, hoặc là phải biết đi kiếm tiền nó vất vả như thế nào để mình trân trọng đồng tiền. Thì con nghĩ là những cái mà nó diễn ra với tuổi thơ của con thì có thể lúc con còn nhỏ con sẽ buồn, nhưng mà khi con trưởng thành như bây giờ con nhìn lại thì con rất là biết ơn
về việc con được sinh ra. Đúng rồi. Cũng sẵn đây là mẹ muốn nói là người mà động lực lớn nhất trong cuộc đời mẹ đó là anh hai. Anh hai đã hy sinh tất cả những cái gì từ tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành, cho tới gì phụ mẹ lo cho các em mà không một lời oán trách, vừa đi học vừa đi làm vừa lo cho các em. Hôm bữa mẹ có nói nó ở trong nhà này mà không có anh Đạt bây giờ thì nó là một... kể như là tiêu rồi. Anh hai phải đi làm văn phòng, Minh Tú thì cũng đi làm, cho nên cũng không, mình chỉ có thể giúp về mặt kinh tế nhiều, cũng không có ai chăm sóc mà cận kề từng ly từng tí. Anh Đạt là một người mà kiểu như là chấp nhận hy sinh. Tại vì ai trong cuộc sống của mình cũng sẽ có những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái mình thích. Hy sinh vui vẻ ở nhà. Chăm sóc mà chăm sóc nhiệt tình luôn. Từ cái cô bước đi cũng không cho, rồi nấu cơm đem lên cho cô ăn, rồi săn sóc kỹ lắm. Có thể khi tuổi trẻ mình có những thiếu thốn, nhưng đâu đó trong cuộc sống nếu mình là một người sống tốt, một người tử tế thì tự nhiên cuộc sống sẽ ban tặng cho mình những thứ khác để bù đắp. Giống như hồi xưa mẹ sẽ vất vả, nhưng mà bây giờ tuổi già mẹ sẽ thoải mái hơn một chút xíu. Mẹ có những đứa con bù đắp cho mẹ, niềm vui, có bạn bè, đúng không? Hạnh phúc luôn. Hạnh phúc. Vui lắm. Vui chưa? Khúc này vui chưa? Vui. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem vlog này. Hy vọng rằng những cái giây phút chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều động lực, nhiều tinh thần lạc quan, tích cực và đón chờ những cái cuộc sống thật là đầy màu sắc nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.